anh ở Đà Lạt ạ. À, lúc đó em tưởng là cha Đà Lạt, ví dụ mà có cưới luôn thì lên trên đó ở, thích không khí trên đó. Nhưng mà không phải, em lầm ạ. À, em kiếm một con mèo lớn là 87, nhưng mà không có, nhưng mà thì gặp con mèo nhỏ. Con mèo lớn mèo nhỏ cũng là mèo. Đúng rồi, là bây giờ mình không có chơi qua đường, bây giờ mình đi mình chơi qua thường thử. Em tính kiểu one night stand. Kiếm con mèo nhỏ này mình đó, mình đúng cho rồi, nó qua đường cái là. Nhưng mà tự nhiên cái bắt em xác định mối quan hệ. Lúc đó là em không còn chết nữa. Em không chết nữa, vậy em rất yêu đời. Bạn bè em là thấy em khác hẳn mà một tháng em lên Đà Lạt 5 lần. Cái cuối tuần là em đi Đà Lạt, cái cuối tuần là em đi Đà Lạt. Em tên là Thu Hương ạ. Dạ, năm nay em 28 tuổi. Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Em cũng làm bên giải trí ạ. Em quản lý nhân sự của công ty giải trí về lĩnh vực live stream. Dạ, em tên là Thế Anh. Em sinh năm 99. Em làm việc hiện tại là lập trình viên, làm cho kỹ thuật viên cho công ty, cũng là công ty giải trí. Thì công ty đó vợ em quản lý. Đó. Hai vợ chồng giỏi giang quá ha. Như vậy là Hương là sinh năm 95. Bạn này 99. Cách nhau 4 tuổi. Ủa, nhưng mà nhìn hai bạn thực sự không hề biết là cái tuổi tác của nó chênh nhau như vậy đó. Tại thực vì sự là nhìn thấy anh già hơn. Đó em định nói đó nha. Bé Hương có cái nụ cười rất là trẻ con. Là bây giờ gặp ai cũng phải cười nghe chưa? Thôi giờ kể cho anh nghe đi cái câu chuyện mà hai đứa lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè. Em gặp Thế Anh ở Đà Lạt ạ. À, lúc đầu em tưởng là cha Đà Lạt, ví dụ mà có cưới luôn thì lên trên đó ở, thích không khí trên đó. Nhưng mà không phải, em lầm ạ. Đó, các bạn đi lên trên đó gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Dạ, em là có một thời gian là em làm việc ở Đà Lạt. Em làm nhà hàng khách sạn ở trên Đà Lạt. Trong quá trình đang công tác ở Đà Lạt thì bạn này lên chơi. Mà bạn này thì là người quen bạn của bạn em. Mà gặp nhau có cảm tình không nè? Nếu mà theo cái kiểu em nói, mà cái thời điểm đó mà em nói với vợ em là lúc đó là anh gặp em thì bị sét đánh. Trong một câu thả tính nó vô tri á mà. Kiểu nhắn tin đó là lúc đầu xin chị em. Chị trước là em bị sét đánh. Cái em quay qua em trả lời là thế thằng này xét đánh là sống chắc cũng gì lắm mà xét đánh không chết hả? Kiểu vậy á, là không có hiểu. Xét đánh kiểu mà giống như là trời nó không tha á. Tức là bé vợ còn vô tri hơn bé chồng. Bé chồng là lối mòn nha, gặp ai cũng là ồ trời ơi anh gặp em bị xét đánh. Bé vợ thì là thôi anh xét đánh không chết luôn á. Dạ, 89 gặp 90 đó. Cái tự nhiên im re luôn. Mà sau này rồi mới nói là lúc đó anh định nói vậy đó, nhưng mà kiểu là thả thính á, nhưng mà tại vì em không hiểu cái anh quê quá anh im luôn. Vương á, dạ. Có ấn tượng gì với cái bé này không? Không, hồi xưa giờ em quen cũng nhiều người lắm, nhưng mà không có phải gu của em. Không, ấy là mấy cái người khác không phải gu. Nhưng mà Hương gặp cái là Hương biết là baby hơn mình rồi đúng không? Đúng rồi, biết. Em gọi cho bạn em á, em kêu là ủa đang đâu vậy cái kiểu. Thì lại bắt máy, mượn điện thoại, bắt máy là nghe nè em. Cái em cũng cục xúc nữa, em á ai em? Em biết là chắc chắn là bằng hoặc là nhỏ hơn bạn em thôi, chứ không thể nào mà bằng em hay lớn em mà xưng em bằng em rồi. Nhưng mà lúc mà ra gặp á thì em kêu họ là em sinh năm mấy, tại vì em á là em xích đang kiếm một con mèo lớn là 87, nhưng mà không có, nhưng mà thì gặp con mèo nhỏ. Con mèo lớn mèo nhỏ cũng là mèo. Đúng rồi, là cũng là mèo, cũng hợp tuổi. Nhưng mà đoán có đúng hay không nha, những người kia là không hợp gu em, nhưng mà tự nhiên con mèo nhỏ này nhìn vô là hợp gu em liền. Dạ, đúng. Nhìn một cái là thấy là thôi chết rồi, đúng gu. Nhưng mà hợp gu chỗ nào? Ý là ngoại hình đó, cao ốm hiền. Dạ đúng rồi, kiểu nhìn lên vô là kiểu cười á, nụ cười nhìn là thích liền. Đây là gu của em, nhưng mà em không phải gu của đây. Vậy không phải gu luôn. Rồi gu của em là cái gì? Nói chung là nó cũng nhiều, nhưng mà nó không phải như này. Em cũng không biết giải thích sao, nhưng mà có bạn cao ốm. Còn có bạn thì nhỏ con kiểu vậy, nhưng mà bạn này thì nó thuộc dạng là cao giữa giữa mà đó. Đầy đủ. Rồi đến khi nào thì bắt đầu hai đứa mới có cảm tình với nhau? Lúc đó em vẫn còn làm ở Đà Lạt thì bạn này lại lên nữa. Đi Đà Lạt hoài luôn hả? Đúng, đi rất nhiều. Mà tới cái chỗ đó ăn luôn tới cái chỗ đó ở luôn, hay là tới cái chỗ đó là uống cà phê? Có hẹn trước ạ. Là hẹn với em đúng không? Dạ đúng. Rồi bây giờ hỏi thẳng mặt luôn chứ đừng có đoán nữa, đúng không? Cái lần này lên là chắc có lẽ là bởi vì kết cái anh mèo con này đúng không? Dạ cũng không có nghĩ gì luôn. Lúc đó là em stress quá, công việc rồi tùm lum đủ thứ hết. Là lúc đó kiểu cũng đang trong giai đoạn là thích tình nữa. Không, mình bỏ người ta nhưng mà mình vẫn thích tình. Nếu kiểu là mình không mất niềm tin vào tình yêu. Bỏ em người mình ta nghĩ hồi xưa tình. Giờ mình không có chơi qua đường, bây giờ mình đi mình chơi qua thường thử. Em tính kiểu one night stand. Kiếm con mèo nhỏ này mình rồi, cho nó qua đường cái là. Nhưng mà tự nhiên cái bắt em xác định mối quan hệ. Đó là xưng hô sao? Vẫn chị em chị nha. Chị em thích chị đó.
em thích chị nhưng mà không phải người ta nói mà cái đó là em nói. Mà em nói mới có câu đầu thôi, vợ em vô tri quá, em giận quá, em không thèm nói câu sau luôn. Em quê làm quê. Dạ đúng, quê. Nhỏ này làm nhỏ quê hoài. Quê nè. Rồi sao, rồi tự nhiên không lẽ giờ tắt điện rồi sao nói được với nhau? Trong tâm lý em nghĩ là qua đường đó bây giờ sao cũng được kiểu vậy. Mà không, bây giờ chị phát xác được mối quan hệ với em. Tôi với chị là gì? Dạ đúng rồi. Rồi em có trả lời không? Em im thôi, em lúc đó em thôi, em sao suy nói nghĩ được? Em lúc đó cũng khoảng tối rồi mà lúc đó là thuê khách sạn ở xa xa chứ không có ở ngay trung tâm Đà Lạt. Mà em kêu thôi đi, mình đi mua chai su chu về mình uống được không? Em nói còn để mình ấy được không? Mình dặn dị xíu. Đúng rồi, nhưng mà không, giờ này mua ở đâu không? Bây giờ phải vậy đó, phải quyết định đi, quyết định liền lúc đó. Em có xác nhận mối quan hệ không? Em xác định chứ, xong rồi sau đó cái gì tới miễn cái đó tới là, đó. Chúng ta chắc là miễn cưỡng xác nhận, miễn cưỡng xác định mối quan hệ. Nhưng mà lúc đó bà xã nói xác nhận sao? Đó, anh đang anh đang muốn nghe cái khẩu ngữ của bạn ấy. Em nói là giờ mình phải xác định nó rõ ràng. Thì mình mới tiếp tục được. Kiểu ý là giờ em là kiểu ngậm ngừ ập ừng nhưng mà kiểu cuối cùng cũng miễn cưỡng là thì có được cái kiểu vậy. Được rồi, bắt đầu là tới luôn. Tụi mình là yêu nhau ha, tụi mình tìm hiểu nhau. Dạ. Là người yêu của nhau. Mà sao hấp dẫn không? Lúc đó là em không còn stress nữa. Em không stress nữa, em về em rất yêu đời. Bạn bè em là thấy em khác hẳn mà một tháng em lên Đà Lạt 5 lần. Trời ơi. Cứ cuối tuần là em đi Đà Lạt, cứ cuối tuần là em đi Đà Lạt. Rồi, bao lâu thì em mới về Sài Gòn em làm việc? Lúc mà em quen bạn này là tháng 12 thì khoảng tầm tháng 3 tháng 4 là em về hẳn Sài Gòn để em làm việc. Mà trước đó là em cũng có dự định rồi, nhưng mà gặp bạn này thì nó sớm hơn tí nữa. Bây giờ mấy đứa cưới nhau được bao lâu rồi này mới vui nè? Dạ cưới được tháng à. Dạ mà nó xong quá vậy hả? Đó rồi giờ nó nghe này giờ về rồi đó, có bao nhiêu cái tật xấu nó có lòi ra không? Hai đứa không bao giờ cãi nhau cho tới cái khoảng thời gian gần cưới á, lúc đi phát thiệp á bắt đầu mới cãi nhau. Lúc nào cũng tự hào với bạn bè là trời ơi hai đứa tao quen nhau vui lắm mà không. Tất cả bạn bè đi chơi với hai đứa lúc nào cũng khen là hai đứa là em tự hào hay nó tự hào? Cả hai đứa đều tự hào luôn, mà bạn bè cũng tự hào là đi chơi với hai đứa thì vui. Kể tùm lum chuyện anh gì dời ngày cưới rồi in thiệp cưới cái gì cũng. Nói chung là không phải gọi là cãi sùm hay là giận nhau gì hết, chỉ là có sao? Tranh luận. Thì em mới nói anh ơi em mệt lắm. Nói chung là tính em thì cọc mà quen anh thì em đã kềm lại rồi. Anh thì anh cứ lên đên sao cái kiểu gì á. Kiểu em là không có tinh tế á, em cứ bình thường thôi. Thì kiểu vợ em muốn cái gì thì ít ra phải nói với em, mà kêu em hiểu là em không có kiểu tự động hiểu được. Phải nói ra, phải nói rõ cái mà mình cần á. Xong rồi ok em muốn anh hỏi han rồi em, thì em muốn anh hỏi gì em nhở? Em có mệt không? Rồi từ đó thì sao ngày nào cũng cứ khoảng tầm nửa tiếng một tiếng cái em có mệt không? Cho nên là ba không thích. Rồi bây giờ còn tật gì nữa không? Lập trình mà cái kiểu cứ từ từ thông thả một đứa thì vội, hai đứa em nó cứ rất là nghịch nhau luôn á, nghịch rất nhiều thứ. Vậy mong nói ông hay mong muốn thì đây là cái gì cũng phải nói cái kiểu. Em là muốn có cái là gì phải nói chia ra sẻ với em. Dạ đúng rồi đó. Cái kiểu là nghĩ nhiều á, bị dạ xong rồi cứ nghĩ không à. Còn giờ tới em đó, cái phần này là cái phần mà em mong muốn nhất khi lên chương trình. Rồi nói đi nè, nói đi nè. Ngồi gặn ngồi cho nó gọn ghẽ để em nói cho nó chuẩn chỉ. Vợ em là một người thuộc dạng là siêu nóng tính, làm việc thì là kiểu siêu lập khuôn á, kiểu nó phải đúng chuẩn chỉ là từ bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 phải đúng như vậy, nó không có được nhảy bước. Còn riêng em là làm sao nào để cho nó có cái số 4, có cái kết quả là được, vẫn giao đúng deadline cái thứ, nhưng mà vợ em không, nó bị cứng nhắc ở chỗ đó. Làm việc thì hay ôm việc vào người nó nhiều quá, mình làm thì nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, còn vợ em làm luôn việc của 3 người 5 người. Có bao giờ share với những cái điều đó với em không? Có share với em nhiều, và em cũng là người chứng kiến cái việc đó hàng ngày. Nên kiểu vợ em nó cũng bị stress, nhưng mà em chỉ có khuyên vợ em một cái thôi, là mình làm đúng cái bổn phận của mình. Nếu mà mình thêm được cái nào thì mình thêm, chứ không phải cái gì mình cũng thêm vào hết, tự làm cho con người mình nó mệt á. Kiểu đi về nhà mà ăn cơm mà vẫn phải làm việc, anh hiểu không? Em thì em chỉ muốn là ăn cơm thì hai vợ chồng ngồi với nhau ăn rồi nói chuyện với nhau chuyện ngày hôm nay hay là sau đó hay sao đó thì nó vui thôi, chỉ cần nhiêu đó thôi. Tụi em cũng mới vào làm á, thì nên do vợ em phải có nhiều thứ thì em chỉ muốn bớt cái đó lại xíu thôi. Chị hiểu nè, thực ra cái quản lý về con người nó phức tạp lắm, chứ nó không có bất kỳ một cái công thức nào. Chủ yếu người ta vận dụng cái đầu óc nhiều về cái đắc nhân tâm nhiều hơn. Có những lúc á, mình phải uyển chuyển, có những chuyện á, không phải của mình nhưng mình vẫn phải làm. Làm để làm gì? Làm để chứng minh. Chẳng hạn như chị nói ví dụ thôi, bạn này á, mình cái công việc của bạn nhưng mà bạn cứ nói khó nè, em làm không được hoặc là em không hiểu hoặc là em thấy nó là sao các thứ. Được rồi, nếu mà em làm không được nhưng tôi làm được, làm mình lại phải làm để chứng minh cho bạn ấy thấy là bạn ấy sai. Nó khổ như vậy là tại vì thì tất cả những cái điều này á, là tại vì chị cũng quản lý con người chị biết. Và ông xã cũng nói giống như là cưng nói vậy đó, có nghĩa là
có những việc gì em bỏ được thì em nên bỏ để giữ sức khỏe cho mình. Nhưng mà hơn ai hết mình hiểu được là cái nào mình bỏ được và cái nào mình sẽ không thể bỏ được. Không có ai khùng điên mà đi muốn chuốc những cái cực khổ vào bản thân mình hết. Chia sẻ với nhau thật nhiều hơn nữa. Dạ. Để có thể là cùng với nhau để mà giải quyết mọi thứ. Xin cảm ơn hai vợ chồng nha. Dạ. Rồi, chị Hồng Vân. Chào anh Cố Thuận ạ. Chào em, dạ, bữa nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Dạ, em cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng. Ha. Rồi, xin dạ, chào mừng hai em đến dạ, với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Dạ, à, quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? À, dạ. Mà không sao, à, nhìn em coi như là 26 tuổi, vẫn tinh. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, hay là vợ em cứ nhớ mãi như thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Dạ. Mình diễn viên tự do thôi, mình có trực thuộc công ty nào không Sơn? Dạ không, em làm tự do thôi ạ. Tự do thôi. Dạ. Gần đây anh ít xem Linh Sơn dạ, đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Vâng. Sơn ơi, em có thể giúp dạ, cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo là được không Sơn? Hãy về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em dạ, đừng có dơ ra nữa, em đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em mạnh dạn em khoe ra. Nhìn cũng được mà. Thôi mà. Đó. Để Sơn thương. Đó, chị che luôn nè. Không, anh chị sẽ về đội của em. Dạ. Nha, vâng, nha. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? À, dạ, à, thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Thì là một ngày là tụi em quen nhau là qua một cái gọi là ứng dụng hẹn hò anh. Dạ, dạ. Thì hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra xong rồi nó lướt mà em nhìn vô em thấy ủa sao toàn trai đẹp không vậy. Xong rồi em mới hỏi nó, em kêu ủa mày đang chơi cái gì mà sao tao thấy toàn trai đẹp không vậy ta. Cái xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Cái em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, em mới bảo là vậy thì cài cho tao đi. Chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Cái xong rồi lúc mà cài vô thì nó chỉnh hình rồi, ý là bỏ hình ảnh của em vô đó thì làm cho em hết. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em không có biết anh là diễn viên thì em chỉ thấy em bảo là ủa sao ai nhìn quen quen. Thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen quen. Cái thôi em thả tim thử. Thì bạn em nó chỉ cho em là nếu mà thích ai á thì thả tim. Dạ, xong em nhấn em thả tim thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Chắc đang chờ gì đây nè. Nhưng mà lúc mà Sơn nhận được dạ, cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô gái này nhìn trông rất là dễ thương. Vâng, thế là sau đó thì thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu rồi. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Mà lúc tụi em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Dạ, tại vì cái ứng dụng đó nó là giống như là tụi em kêu là để trong khoảng cách bao nhiêu thì mình có thể gặp được nhau. Thì em mới để là thôi 10 cây đi thì có thể gặp được, chứ xa quá thì chắc không gặp được. Cái xong em để 10 cây thì anh ở trong đúng 10 cây luôn. Hồi đó là em ở bên Tân Bình, ở gần sân bay á, còn anh là ở bên quận 7 thì là đúng 10 cây luôn là em gặp. Dạ, xong rồi tụi em hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Linh Sơn không? Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là... Chưa, nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì?
Em thì cái lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả, đứng xa xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao xong rồi mặc đồ thể thao. Cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời, em nói tỏa sáng luôn. Dạ, tỏa sáng. Đúng trời, rồi đây dạ. Nè, đó. Dạ, có xong rồi ấn người ấn tượng. Á thì là dạ. Cười tỏa sáng, còn một người là sáng bừng. Đó, đây là sáng trưng đó. Sáng trưng dạ. Sáng bừng luôn, dạ, đúng không? Dạ. Hồi nãy Sơn có nói đó, vừa gặp em một cái là thấy em tỏa sáng lên một cái. Không anh, nhưng mà về sau này mới thú nhận với em. Kêu là hồi đó á, ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi nghi. Em bảo ủa nghi là nghi gì, kêu là sao chồng trai hả? Thấy chân dạ. Dài quá mình kêu không là... biết là con trai hay con gái, đúng không? Nghi nghi dạ. Hay chưa, anh đoán ghê. Kêu là không, tại vì anh kêu là tại vì anh cũng có quen một vài người bạn á là kiểu người chuyển giới, kêu là dạ. Đẹp, xong rồi kêu là thấy em cao rồi dáng cao rồi vậy em đẹp cao quá, có khi nào sợ rồi kêu có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Dạ trước khi gặp lại vẫn còn nghi ngờ. Dạ, nhưng mà vẫn muốn gặp. Nhưng mà có khi nào là em cố tình em gặp để em xác nhận rõ cái giới tính thiệt của cô thì cũng cả hai đấy anh chứ không lại bỏ lỡ con mồi sao. Em là người miền Nam. Em là trai Bắc không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi, thì nên là em kiểu giống như là em là sao ta, em kiểu em cũng không kiểu giống như em không em kêu là em cũng không thích quen trai Bắc nữa, kiểu dạng vậy. Tại vì thật ra thì trước đó em quen thì kiểu em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, hơi nói chung là em không thích lắm. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người trai Bắc không, trai Hà Nội không? Cái xong ông hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy. Cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích trai Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh, nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu, thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam, chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn, là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi. Nói thử đi Sơn, mày chuyển nói tiếng nam đi Sơn. Sơn nói tiếng nam luôn, nói dạ. Với chị với anh Thuật nói tiếng nam luôn đi Sơn. Dạ em sợ. Hỏi sợ hả? Quỷ sứ. Cái lần đầu tiên gặp là anh hoàn toàn nói bằng tiếng Nam á. Dạ nói tiếng Nam dạ. Là xong rồi hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn. Xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì. Cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì ngay gần sân bay chỗ em thì là có cái khu mà toàn người Bắc đó anh. Đó xong anh mới dẫn qua đó. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à. Ông nói Bắc luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc. Cái xong em hết hồn luôn. Nhưng mà thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi anh, kiểu mình đã ngay từ đầu mình đã có cảm tình rồi đó, nên là bây giờ bắt Trung Nam. Dạ đúng rồi. Dạ rồi cuối cùng là sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau, sau cái buổi hẹn đầu tiên đó đó. Yêu bao liền không nhỉ? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cũng chắc cỡ một tuần thôi. Là tụi em dạ. Lâu có những cặp đó. Trời ơi, sau cái lần đó là lâu lắm kìa, tụi em mới là hẹn hò, chính thức hẹn hò đó. Dạ. Là, trời ơi, cũng 3 ngày á. Dạ. Dạ. Còn đây là một tuần, còn đây là tới một tuần á thì mới chính thức yêu nhau. Dạ. Nhưng mà nó nghe nè, ảnh có đưa em về ra về nhà ở ngoài Bắc để mà ra mắt gia đình. À, dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì em, anh nói em là người đầu tiên anh dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, anh đưa về ra mắt. Nên là mà em á thì nói chung là em cũng kiểu tại vì mình cũng có cái sợ là kêu là tại vì kêu là sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường á, em thấy thì kiểu gia đình là hay kiểu hay suy nghĩ là gái miền Nam
không, không, kiểu gia phong lễ giáo đó. À, dạ, dạ đúng rồi, đúng cho rồi. Nên bắt buộc là mình phải kính đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình dạ, phải kính dạ, trẻ, nói chung không? Là kiểu cũng sợ sợ. Với lại hồi đó là nó đang hot cái phim mà Sống Chung Với Mẹ Chồng á chị, nên là em kiểu em bị em bị sợ sợ, em bị ấn ớn á. Mà xong em á thì là hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu thời trang xong rồi kiểu cũng hở hở kiểu dạng dạy hay là rách rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kín đáo, kín đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi hơi kiểu cách tí xíu. Thì mình cũng ráng mình lựa cái nào là kính kính nhất rồi, nhưng mà chắc nó vẫn hơi sao đó. Cái lúc mà em về em ra mắt á, thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi mẹ chồng cũng lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại đứng hình luôn. Đứng hình luôn. Đứng hình luôn hả? Tại vì về sau này em hỏi anh Sơn thì mới biết là tại vì ban đầu á mẹ nghĩ là cái gu của anh Sơn á, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết. Thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì có nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi kiểu nhìn lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi phải nói là chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu vậy. Dạ, dạ đúng rồi, tại vì từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á, đó thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không, tức là ba mẹ có đòi hỏi không ạ? Nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái, nhưng mà thực ra thì với Linh thì cái phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính, nên là nhìn ở ngoài thì trông ăn chơi phết đấy, nhưng mà thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó thì ba mẹ của Sơn có ý kiến gì không? Dạ có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng xíu đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà bà có thiện cảm không? Rồi thì ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, rồi nấu ăn, Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Em nấu món Bắc luôn hả? Dạ, tại vì nhà em là cũng là Bắc Nam Tư á anh. Dạ, nhà em cũng là Bắc Nam Tư. Nhưng mà cái lúc mà tại vì em về nhà anh Sơn chơi thì xong rồi em lại có công việc bận ở trong Sài Gòn thì em về Sài Gòn trước, anh Sơn thì ở lại. Thì lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không, thì mình suy nghĩ, mình cũng tò mò, mình muốn biết. Cái xong anh Sơn anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Khoe ra thịt kính rồi đó mà vẫn còn là kiểu nói bằng giọng Bắc á anh. Trời ơi, em nghe xong em đứng hình luôn xong rồi đó. Xong rồi anh Sơn thì cũng nói đây là thì đó là cái phong cách ăn mặc của em thôi. Nhưng mà tính của em thì kiểu giống như là cũng chăm sóc gia đình rồi, cũng nói chung là cũng ấy, nên là từ từ về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu, là em biết anh là diễn viên. Thật ra là anh rất là bất ngờ khi mà anh gặp Sơn và trong một cái tình trạng là đã có vợ rồi á. Anh vẫn nghĩ em là độc thân á. Vâng. Thì cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp được không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là khi em có cái em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Lấy vợ hình như cũng không có công khai đâu. Cũng không phải là công khai mà chỉ là mình tổ chức đám cưới bình thường những cặp đôi khác thôi. Dạ. Mình không có show up ra, mình không mà có. Khi mà em có vợ rồi thì các đồng nghiệp là có bất ngờ không? Cũng có, mọi người cũng có nhắn tin chúc mừng, rồi cũng hơi trách một chút tại vì là tại sao đám cưới thì lại không mời. Nhưng thực ra là nhà vợ em thì là ở tận Bảo Lộc, còn em thì ở ngoài Hà Nội nên là không có tổ chức ở Sài Gòn. Nên là mọi người cũng rất là khó để mà mời mọi người đến, nên là nhiều khi em cũng ngại. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Mà thế này, đó, có là lúc mà khi mà hai đứa quen nhau thì cái tình cảm cũng rất là gắn kết nhưng mà chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì em có một bác là chị của mẹ em thì cũng cùng với Linh về quê của Linh, là nhà của Linh để chơi, thì bác mới bảo là thôi cho hai đứa nó cưới nhau sớm đi. Đó thì
Mặc dù lúc đó thì tụi em cũng chưa có ý định cứ yêu nhau đã đó, nhưng mà cuối cùng thì bác cũng bảo là đã kết nhau rồi thì lấy nhau đi cho nó gọi là bền chặt. Thì đúng lúc mà khi mà vừa lấy nhau một thời gian xong thì Covid đến. Đấy, nên là đó là vâng thì đó là một cái thời điểm anh nghĩ là nó rất là phù hợp cho cả hai đứa để cùng nhau là nắm tay vượt qua Covid. Chứ bây giờ Covid xong rồi mà mới cưới thì nhiều khi mọi thứ nó cũng khá là phức tạp đấy. Vâng. Tức là hai đứa kịp làm đám cưới trước Covid đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là thì là thật xấu có lòi ra không? Anh thấy Phi rất là hiền. Dạ. Các câu thật xấu đúng không? Sơn. Linh quên xin lỗi. Sơn rất là hiền. Nhưng mà Phi là ai vậy? Anh lộn. Không phải Sơn á, Sơn giới rất là hiền. Vị nào? Giới tính nó không được chắc chắn nha em, nhiều khi đó trong đầu toàn những cái tên người đàn ông nào đó. Sơn á là rất là hiền. Dạ. Vậy thì Sơn có những tật xấu nào không em? Thật ra thì chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Em thì nhiều khi em chỉ kiểu nói chung em chăm lo gia đình không bằng ảnh đâu. Dạ em thì nên là ảnh nói chung là ở trong gia đình thì hai vợ chồng cũng chia sẻ công việc với nhau, công việc nhà á thì ảnh cũng chia sẻ hết với em, giống như khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết lạc đề đó. Không hỏi. Cái đây là tính tốt. Đây này ta đang nói đó, môn nào cũng hay cũng giỏi đó. Có cái môn văn là không biết hay hay dở tại vì bị lạc đề đó. Ta đang hỏi tật xấu thì đó. Đi cứ khen tật xấu tốt. Không có kể tật xấu, thật mà tốt đó. Cái đó là tật tốt nha. Rồi giờ tật xấu á, tật làm em khó chịu á. Em chưa em vừa ý á, em chưa vừa là... ý ảnh á. Chưa vừa ý hả? Chưa vừa ý chứ em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không có gia trưởng không? Anh con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không. Gia trưởng nếu không? Mà nếu mà gia trưởng thì chắc là em với anh là không có đến được với nhau rồi đó. Rồi bây giờ nè, có bề bộn không hay là kỹ tính mà kỹ tính quá mức đó. Anh chỉ hơi càm ràm thôi chứ. Càm ràm. Dạ. Hơi càm ràm em thôi. Tại sao lại càm ràm em? Tại sao lại càm ràm? Ừ đó đúng không? Cái chữ tại sao? Nó phải có tại sao. Tại sao càm ràm vậy? Càm ràm tại sao? Tại vì tật xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Bây giờ mới lòi ra càm ràm là do cái tật xấu của em. Dạ. Đó, rồi sao nào? Có cái gì mà em cảm thấy khó chịu và em cảm thấy không ưng bụng về cái điểm? Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tạ. Rồi mê đá banh hơn mê vợ không nè. Em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động rồi các khi nhiều khi mà em kêu giống như là anh thì kiểu từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn, rất là đam mê luôn, mà xong từ khi cưới vợ rồi á xong rồi cứ cái gì cũng cứ kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là anh là về cái đó là đam mê của anh, còn em ví dụ như em tập chỉ là em cố gắng hoặc là em kiểu giống như là tập vậy thôi, ráng còn thôi. Ráng thôi mình ráng mê thôi mê chứ tập lắm đúng không? Dạ đúng bây rồi nó thiệt đi, mê tập thể thao hay là mê chủ phòng tập? Cả hai đúng không? Cả hai là chết liền á, cả hai là mệt liền á. Rồi sao? Dạ nên là kiểu nhiều khi cứ kéo em theo á, nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi làm cây. Đi làm giờ tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mệt mê của mình. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hai cái tật xấu ram ram là một này, áp đặt đam mê của mình lên người khác. Dạ xong rồi nếu mà không theo á là kiểu khó chịu, xong kêu dạ giận, xong rồi kêu là tại vì vợ không quyết tâm thôi, vợ quyết tâm thì vợ làm được, nhưng mà mình vấn đề là mình không thích nói xấu người khác ngay mặt. Để sợ không? Không có nói sau lưng mà nói xấu người khác ngay mặt. Đó lòi ra đó. Đó. Còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Lãng mạn không? Lãng mạn hả anh? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy hả? Dạ. Sao chồng giận đi, sao giận dạ. Bỏ đi. Nhiều khi trời, nhiều khi muốn cũng muốn giận lắm chứ, nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, cái em mới kêu chứ trời, em nói với chồng em kêu là trời, vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà không tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn á, cái em lên mạng em nhìn em thấy người ta ai cũng kiểu giống như là có quà có hoa đăng lên, mình cũng có gì cũng tức chứ, xong nói chứ
chồng nghĩ sao chồng không tặng gì cho vợ gì hết vậy. Ví dụ vợ nói vợ không thích, xong rồi bảo chứ nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Em kêu chứ người ta nói không thích thì người ta nói không thích, nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Vậy đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi tức dễ sợ luôn. Đúng một bông thôi nên là em kêu á, nhiều khi kiểu giống như cũng hơi kiểu không có được lãng mạn cho lắm. Dạ mà mỗi lần vợ giận á thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À mỗi lần mà giận thì giống như tức là hai đứa giận thôi, em giận anh có làm quề không? Em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy kiểu không có ấy gì hết, à đi mất tiêu luôn. Trời ơi em tức, em tức dễ sợ quá mà có sao nói dạ đúng rồi. Đi đi là đi luôn, đi mất tiêu luôn. Cái xong có em mới bực quá em kêu chứ, lúc khác á em mới kêu chứ người ta phụ nữ sao chồng không có hiểu gì phụ nữ gì hết trơn, không tâm lý gì hết trơn hết, kêu ví dụ người ta kêu là đi đi ra đi thì phải ở lại năn nỉ cho người ta hết giận thì nó thôi chứ đó, Ngọc Lễ dạ. Rồi đúng rồi Ngọc Lễ đã nói rồi con dạ. Nghe nó có lại không dạ xong kêu chứ chứ bảo đi 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 cái đi mất tiêu luôn. Đi mất sao tiêu mà, luôn sao mà sao ngốc thế không nhìn vào mắt vợ. Nhìn vào mắt vợ. Để lần sau em cứ làm ngược lại. Ủa, cho chắc anh nghe nè. Rồi bây giờ ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn. Em không có để bụng. Tự xả luôn vậy đó. Kiểu giống như thấy hoài không làm hòa là tự mình ra mình làm hòa trước à. Trời ơi. Dạ, có nhiều khi mà giận nhiều quá muốn bỏ ghê á, nhưng mà thấy đẹp trai quá thôi thôi không? Dạ có chị. Rồi có nhiều khi á, họ kiểu tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên nghĩ ra gì cái nói qua nói lại cái giận nhau. Nằm xong rồi hả, ống thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê á, xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn. Kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Kêu chứ, ủa sao chồng mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi, quay qua ôm cái vậy. Hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Quay luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà chiếm ngưỡng dung nhan ra. Cái tự bà hết giận. Dạ, đó. Nên là em mới kêu là nhiều khi hả, kêu là cưới chồng đẹp trai xíu cũng có cái lợi. Kêu là nhiều khi gây nhau hay sao á, nhìn đẹp trai đỡ bực mình. Còn ví dụ như mà cưới là kiểu xấu xấu là bực là giận là hoài luôn. Cái cặp trước nghe. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ hỏi qua Sơn đi. Bây giờ vợ sao? Đó kìa, đó bây giờ tấn công đó. Sao tay nè, tay ra cám nè. Đó cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. À, là kể về tật xấu của vợ đúng không? Đúng rồi. Nhiều không em? Chưa nhiều đồng ý nhiều em còn... nhiều không? Hay là không có thì qua luôn. Dạ cũng đủ xài ạ. Đợi nãy giờ rồi mới được nói. Đó. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Đúng rồi. Vợ ấy là rất là bừa bộn. Cho nên là càm ràm. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ, nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn, và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn, khá là cứ đâu là quăng đó. Còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để đúng ở đâu rồi. Đó thì nhiều khi thì hai vợ chồng chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em gọi cảm là làm thôi đúng không, làm cảnh sát rồi. Trưởng đấy ạ. Đó, bừa bộn rồi dạ. Tiếp nữa đi em, tranh thủ mà kể đi. Đấy rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy thì từ không có chịu, đúng rồi, không ạ. Chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có. Đặt. Sao là gu của mình và gu của người khác. Không phải, không phải đâu chị, nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang, thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia, nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á
nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại hoài. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Xong rồi hả, em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Không nghe em. Xong rồi đến hồi kiểu nói chung là chắc là cũng chưa nghe ai nói. Xong rồi đến hồi mà có một đợt mà về nhà em, đợt đó là sinh nhật của ba em á. Xong rồi anh về nhà em chơi thì kiểu cũng kiểu dịp tiệc tùng vậy đó, cũng mặc đồ đơn giản kiểu vậy. Cái xong má em mới góp ý với em, bị nói dạ mới nói mới kêu là Sơn á, nó đẹp trai vậy mà nó biết ăn mặc á, là nó đẹp lắm á. Lúc nào cũng mặc kiểu vậy, tại vì lúc nào cũng mặc cái màu xám hoặc là cái màu đen thì nhìn riết nó chán á chị. Dạ đúng rồi. Cái xong em về em nói, em kêu đó mọi người chê vậy đó, nghe chưa, vợ nói thì không nghe. Nhưng mà bây giờ nghe chưa? Dạ. Ủa mà xí mình đang nói xấu nhau mà em đang nói mà sao cô nói? Thì đợi vậy mới nói đó. Rồi tới em rồi, hiểu rồi. Bây giờ cải thiện rồi, cải thiện rồi đúng không? Rồi cũng thực ra đấy thì đấy em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Em thì sống thì mọi thứ khá là đơn giản, ăn mặc cũng rất là đơn giản. Thì vợ em lại một người rất là yêu thời trang, nên là dần dần thì mưa dầm lâu. Đúng không? Rồi em bắt đầu thay đổi cái. Không, nhưng mà thay đổi rồi. Rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Đầu thiều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Dạ. Chuyên gia về sức khỏe người ta nói. Uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Nên vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ làm cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Đó, tránh bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đến cuối đời vợ lại không còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Rồi, bây giờ tới em. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Em thì em nói chung là chồng em thì em chỉ mong muốn chồng em là thay đổi, là nói chung chồng em là có một cái tính em không biết là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Mà rất là thương người, nhưng mà nhiều khi cái lòng tốt của ảnh á mà ảnh không có nhận ra bị người khác lợi dụng. Tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, nên là kiểu giống như là có những lúc kiểu giống như làm được nhiều tiền á, cái đi ai khó khăn mình giúp hết, cái đến khi lúc mà mình khó khăn mình cần á thì không ai giúp mình hết, lại thì lại không ấy. Là mình em thì em kiểu em cũng nói, em kêu là tại sao không dành kiểu giống như là để dành tiết kiệm ấy, là phải lo, em muốn là kiểu phải lo cho tương lai. Đúng rồi. Còn đằng này anh là kiểu anh có thấy ai khó khăn hay là sao là anh giúp hết, anh giúp anh mang giúp hết kiểu dạng vậy đó. Xong rồi em nói xong rồi thì kiểu cũng nghe, nhưng mà cũng không biết là có thay đổi không, tại vì cái đó cái tính rồi. Dạ. Tức là muốn em sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là anh phải tỉnh táo hơn với trong cái việc đó, đúng không? Với lại phải kiểu giống như là suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè, kế cận cũng đang cần, đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã rồi mình hẳn lo cho đúng bên đó, ngoài. Đúng đó Sơn ơi. Dạ. Mình thấy nó rất là hợp lý. Dạ, tại vì thật ra không phải là mình giúp người ta không phải là mình chỉ giúp bằng tiền hay là sao không, mình có thể giúp bằng nhiều cách. Nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy vậy nè. Chị thấy vậy nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha. Dạ. Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Đó. Nghe lời vợ chồng sẽ. Rồi cảm ơn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Yeah.